Hello tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi Đà Nẵng nha. Và món đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là món bún bò Đà Nẵng. Thì bún bò ở Đà Nẵng rất đặc biệt, ở những chỗ khác là họ không có đút Huế và có thêm những cái loại đồ chua rất là hấp dẫn nha. Và quán này mình đặc biệt thích cái chỗ là cái dàn topping nó siêu khủng luôn. Và cô báo là mình đi từ 7 giờ đến 9 giờ sáng á, thì nhìn thấy cái dàn topping 2-3 thao mình sẽ bị choáng luôn á. Mọi người đến tới sớm thử nha. Và trước khi xem tiếp thì mọi người nhớ bấm like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, vào quán đây, đây là địa chỉ quán nè, là số 23 đường MHD, quán Hiền Quý nha. Chỉ bán buổi sáng thôi nha mọi người. Mình nhắc lại vẫn thèm món này luôn á. Và mọi người nhớ tranh thủ ghé quán này nha. Mình đi ăn món tiếp theo ở Đà Nẵng đi. Ra Đà Nẵng là chỉ nước ăn và ăn và ăn thôi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Mọi người nhớ bấm like, share và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.